Thế là dạo này là nghe lời rồi ấy, là bảo bác gặp bó là ở nhà để mua đi cắt cỏ. Đấy là trước lên ý là bác bị ốm là bác vẫn phải tự đi, nhưng mà bây giờ thì mua ấy là chắc là cũng nghĩ ra rồi ấy, lớn hơn rồi, thương bố rồi, biết thương bố rồi ấy. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì em Đào và em Huệ đang có mặt tại tuyến đường đi vào nhà của A Súa. Hôm trước bọn em vào đây thì là A Súa có được cô bác là ủng hộ thêm ý, là láng gạch hoa ấy. Thì bọn em vào đây để thông báo tin vui cho A Súa biết rồi, thì cũng làm thêm cái bếp ở ngoài ấy. Thì hôm nay em Đào tiếp tục vào đây để xem là các bác thợ là làm bếp cho A Súa là đến đâu rồi, thì em cũng ghi hình để cô bác cũng được biết. Hôm nay vào đây thì em Đào cũng lúc nữa em Đào cũng có lên thăm bác già Pó. Hôm trước thì có chị Mai Liên ở Houghton, bên Mỹ. Lần trước thì chị có gửi 1 triệu cho bác già Pó. Thì nhóm chúng em vào thăm bác ấy thì đã sử dụng đi 775.000, còn lại là 225.000, thì bọn em cũng góp thêm để đủ mua một bao gạo là 280.000. Thì lúc nữa thì em Đào sẽ lên thăm bác già Pó sau. Đấy, bây giờ thì em Đào đã đến trước cửa nhà của A Súa rồi. Không biết là các bác thợ là làm đến đâu rồi. Hai người Đào rồi anh? Hai người Đào thôi mà. Cái này là anh Phư thuê đúng không? Không phải. Hôm qua bọn em là giao cho anh Phư với lại anh gì ấy nhỉ, quên mất tên rồi. Thế nó hôm qua bảo là hôm nay xuống làm đây nhưng mà nó đi làm ở Lóng Pù kia, nó bảo thế. Cái này bọn anh đào một ngày hay là một buổi xong? Cái này chắc là đào một buổi thôi. Một buổi à? Nhưng mà cái này phải đào sâu vào đấy anh ạ. Là Đào sâu vào nó mới chắc anh nhé. Nó bảo là đào 1 mét thôi mà. Một Vâng. mét Đấy, 1 mét mà. Cái này chưa được 1 mét đâu. Chưa được đâu. Chưa, chưa nhưng mà đang đầu. Vâng. A Súa đi đâu ở nhà anh thấy A Súa? Hả? A Súa, nhà này này. Ở nhà này á? Hắn bảo là sáng nay buổi sáng nó dậy sớm nó không biết đi đâu rồi. Chắc vậy là ạ. sang bên em cấy hộ vợ của em cấy lấy bò rồi. Thì tại là giờ anh cấy đi làm với mỗi một mình Không biết là có đi ở làm thật nhà. không ấy, tại vì ở bên kia mình cũng không 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 sang sang ấy, nhỉ. nên là không biết được. Đấy, chỉ nghe xuống nói lại là hiện tại là nhà em trai ấy là đã hết gạo ăn, các cháu là khóc đói, chỉ ăn cơm với lại uống nước. Đấy. A Súa thương các cháu. Đúng rồi, A Súa sống là tình cảm. Đấy, được bao gạo là A Súa bảo là hỏi ý kiến của các thành viên trong team là bảo mang đi cho em trai nhá, có cho không. Đấy, cái đấy thì là cũng là tiền của các cô bác ấy, thì cũng mua là trao cho A Súa rồi, thì là của A Súa. Đúng rồi. Đấy. A Súa bảo nếu mà hai vợ chồng em trai ấy, thì anh A Súa không thấy sao, nhưng mà các cháu Các ấy cháu ơi, các khóc cháu thì A Súa rất là thương. Đấy. bảo là hai vợ chồng em trai thì uống nước được, nhưng mà các cháu uống nước thì A Súa không chịu được ấy. Thưa các cháu. Cái này là các anh đào thôi chứ còn xây là bọn anh Phương vẫn xây chứ. Sai quá, nó thuê cả đầu cái mũ này là sai luôn. Thuê cả đào cả xe á. Vâng. Lát cái hoa bọn anh có lát không? Hả? Lát cái hoa bên trong nhà ấy. Ở trong nhà chưa, nó chưa bảo đâu. Chắc là mỗi xây bếp thôi. Vâng, xây bếp chưa, nó bảo là để mấy hồ nó làm xong cái kia nó vào đây chỉ thế nào thì vẫn làm. Thế là cứ đào móng trước. Vâng. Chắc có khi cũng thuê lát các anh lát gạch hoa còn nhà xuống luôn ấy. Chưa, nó chưa nói đâu mà. Nhưng mà anh làm bếp xong ở đây ấy, có khi lại cũng làm nốt cái gạch hoa. Ở đây râm nhỉ, anh à, may được cái chỗ này râm râm này, lúc nữa là nắng ấy. Bây Chị giờ râm cu ạ, thôi. con đi mà chị cu À, chỗ làm cây là chắc biết là gì nhỉ? ạ. A Súa tự làm đấy, cái cây phơi quần áo đấy. Nói thật là nhà của A Súa là hơn rất nhiều nhà ở trên này. Đấy. Từ trong ra ngoài. Đúng rồi, phơi quần áo ra ngoài này. Trong nhà thì gọn Sạch sẽ gàng đấy, còn rất nhiều nhà là bọn em vào ấy là thấy nhà là rất là bừa bộn. sạch sẽ. Cái này được bao nhiêu cái tiền? Được bốn có chín chín mươi đấy. mươi cả. À. Hơn 1 mét sao thế này? Cái đất này nó đất đất mềm thôi mà anh nhỉ, À, đất này bác nó không giống như ở cái dưới đất này đất mềm nhưng mà trên này không phải đâu. giống như cái đất nhà cháu Cháu Lý Lý trước kia kia mới. Cái đất của kia là cái cháu đất Lý ở kia tường là cơ, không phải cái đất này đâu. kia là mấy cái mềm. Đúng rồi. Ngày trước anh giả được đào móng cho nhà cháu Lý phải không? Đúng Đúng phải. rồi. Thế còn anh này là không phải này. Anh này làm
em đâu. Anh này biết tiếng không? Có chứ. Từ nãy giờ không thấy nói gì. Nó... không thích nó. Em còn nhận ra mà bảo là anh, một anh được đào máu bên nhà cháu Lý. Xuống đá rồi đâu anh? Cái này á, có đá mà. Cái này đá nhà. Cái này là trước ấy, cái nền kìa. Hai người tự đào. Chứ anh bảo nhà anh ở đâu nhỉ anh nhỉ? Dạ. Anh ấy. À, nhà em á, nhà em ở nhà nhà người nhà Limit Lành kia mà. À gần nhà Limit Lành. Cái nhà có hai cây chê to ấy. Hai cây chê to ở trên này nhỉ thế? Dạ. Đúng rồi. Chắc em đi nấu cơm để em còn lược lên nhà đấy mượn nồi thế. Em đi nấu cơm ở nhà anh Lành, anh Limit Lành ấy. Em lên trên trên cái hai nhà hai cái cây to kia mượn nồi chắc nhà anh ấy. À. Thế là cũng chắc là hôm kia chắc là em không ở nhà. Ừ. Chắc hôm nay anh đi làm thế. Thế là anh cũng là người ở đây. Vâng. Sao lại biết được bọn anh Phư kia mà bọn anh Phư thuê anh là bọn anh Phư ở Lũng à Quả Vi ấy nhỉ? Quả Vi nhưng mà lấy vợ ở đây sao ấy? Kia anh Phư kia là anh Cẩu em à. Đúng không anh? À, Cẩu. Anh ơi, anh Phư, à, anh gì nhỉ? Anh gì đi cùng anh Phư ấy? À kia. Nó bảo là cái tên của anh đấy ấy. Tên của anh kia là già hay sao ấy? Tên anh già. Anh đấy là người Pà Vi nhưng mà lấy vợ ở ngoài này mà đúng không? Ừ, đấy có phải là ở Pà Vi đây? Của Phư kia. Đúng rồi là ở ngoài này. Bây giờ dịch không đi làm được thì ở nhà làm mấy cái này kiếm tiền anh ạ. À. Còn hơn là ở không. Đúng không? À, không có việc làm gì vẫn ở nhà. Không có việc làm vẫn ở nhà. Bình thường là anh Phư gọi là mới có việc làm đúng không? Đúng phải. Đấy, là anh Phư là nhiều việc. Anh Phư bây giờ chắc không biết đi làm ở đâu. À nó bảo là làm đúng Pù nhà. Không biết nhà gần xa xa nó xa gì ấy, xa đúng Pù ở trên kia mà. À, chắc à, ở chí gì phìn thế. Không chắc em thấy anh Phư ở trên đấy đi về gặp ấy. À như chắc là nó đi cua thôi. À. À bác nào có. Dừng. À, bác xuống đây xem họ làm bếp cho con trai. Ai cắt tóc cho bác rồi. Giờ từ chia biết hò bó này. Từ chia biết hò bó. Từ vào. Từ vào á. Vào từ ní. Ồ, là bác ở gần bên dưới này này. Cái nhà đằng sau bác già phó này luôn. Cắt đi nhìn trẻ ra ngay. Bác mặc hai áo này không nóng à? Giờ ổn nãy lúc xó phẩm à? Mà ổn tù. Ổn tù xuống là ổ con ní á? Tù mi tú á. Ủa tù mi tú á. À, bác gọi là xuống xem các anh là đào cái nền bếp đến đâu rồi. Tu xuân đi giờ. À xuống đi đâu rồi? Tu xuân à? Tu xuân mà phía ta. Một chiếc tờ. À đi lấy củi. À, đi lấy củi. À? Đi lấy củi. Một du học tứ. Trong lọ. Của về lũ trong lọ vậy á? Ồ đi rất là xa. Tận bác gọi là cái đỉnh đồi cao cao trên này. À xuống là chỉ có một tay thôi nhưng mà à xuống rất là chăm chỉ với lại là sống ấy rất là tình cảm. Đấy, hôm trước thì bảo là có cô với ba con đến đây để ở cùng A Súa ấy. Thì không, em hôm đấy em đào với em Huệ cũng có vào. Em hỏi là sao A Súa không chịu. Thì em hỏi lý do thôi chứ không phải là em gắn ghép mai mối A Súa với lại cô kia nhé cô bác ạ. Cái này thì tùy A Súa thôi. Nhưng kiểu là A Súa muốn lấy thì là muốn lấy người nào thì là cũng kệ A Súa. Chứ em cũng hỏi để cô bác cũng được biết thôi chứ không phải là em mai mối nhá. Giờ múa chưa? Múa chưa? Múa chưa xá. À? Đấy. Em Đào bảo là hôm nay vào đây là cũng có mang theo phần quà của ông. Bây giờ thì với em Huệ ra ngoài xe lấy bao gạo là lên nhà ông. Số tiền là của đây hôm nay bọn con vào đây là cũng có phần quà của ông ấy. Số tiền của ai nhà Huệ nhỉ? Cô Mai Liên chị ạ. Còn 225 nhưng mà chị em mình góp thêm tiền vào để đủ 280 để mua cho ông một bao gạo ấy. Của chị Mai Liên, chị Mai Liên. Hô tơ bên Mỹ. Cái này là tiền của chị Mai Liên là còn dư lại 255.000. 225.000 thì là hôm nay bọn con vào đây là có góp thêm một ít để mua đủ 280.000 ý để mua cho ông là một bao gạo 280.000. Bây giờ ông lên nhà đi để con với con mang lên để con mang lên mu chế. Tụp bò Mai Liên á. Tụp bò Mai Liên cho là bò ít bò su. Anh làm nhá. Vâng anh làm nhá. Em lên trên nhà của bác một lúc. Vâng. Chắc sắp xong sắp được đấy anh ạ.
Em thấy gần được 1 mét rồi đấy nhỉ? Đấy, được rồi. Vâng, anh làm nhá. Vâng, vâng. Vào đây, hôm nay vào đây là A Súa không ở nhà. Tâu và bí A Súa tưới. Đúng rồi, A Súa tưới. Hôm qua chị bảo là hôm nào mà gần tối, bây giờ là trời không mưa rồi, là gần tối là lấy nước ra tưới. Và hành cũng lên rồi đấy. Cái này là hôm trước là có cô gửi đồ lên cho A Suối là có cả cái hạt bí với lại hành. Thì em đào cũng với A Suối là mang xuống dưới này trồng thì lên rất là tốt đây. Ờ, tủa. Vợ anh chứ. Tê tủa từ giờ đi ấy. Nhau chế thế á. Ít chạm vào lò. Nhà của cháu chạy là rất là gọn gàng, ngăn nắp gọn gàng, thế vừa mới sơn xong. Ngoài này là cái bếp anh chứ làm. Dỡ giờ mù chê mà. Ô mù chê mà. Em Huệ lấy lên nhá, chị lên nhà trước. Đây là em Huệ bao gạo, em Huệ đi lấy bao gạo thì em đào vào. Với lại bác Giáp Phó đi lên trước. Đây là cái đấy, ở dưới nhà bác là rất là nhiều cây rau, đây, cây sả. Ở đây là có sả, chỉ có nhà bác có thôi. Còn ở đây thì chả có thấy nhà nào trồng được cây gì. Nên nhà bác rất là nhiều sả. Đấy. Có sả, có ngô, có cả cái cây cây gừng. Còn trên này là cái cây rau ngót hôm trước em đào trồng. Dơ ừ. Dơ ừ. Hôm nay ăn gì nào dơ ừ. Dơ ừ. Cho đi ăn gì? Nương rau á? Nương rau ăn gì nào? Đâu lê cho đi á? Bây giờ cho đi nào? Cho đi à? Ni cái giò mà. Đúng của bác bảo là đây là cái giống, cái hạt giống rau rau diếp ấy. Đấy, mang ra nắng phơi. Đây là cái cây rau ngót trước em đào có mang lên trồng. Đấy thì không biết là bác có tưới nước không. Giờ cây rau ngót thì bây giờ cũng mọc lên rồi ấy. Đây. Cái này ông có tưới nước không? Cho rau này chỉ bút đề nhá. Ờ? Cho rau tỏa tạo bộ bộ nào mà chỉ kia cho xa có cứu chỉ kia. Chỉ gió là cho rau đi nè. Chia lở mà đi nè. Để kia mà, cô xa cho nó rau phát trẻ. Ờ, ông vừa nhổ cỏ đi. Ông tưới nước nhá, gần tối thì tưới nước vào nó mới tốt được. Thảo từ rua ra, tu rua đua mà, rua đê tu chù nhá. Dù nới hỏ. Mà bay khỏi. Ờ. Nên tôi bảo ông là cái này bây giờ cũng trời nắng ấy. Thì bảo ông là hôm nào gần tối thì cái tanh nước ở ngay đây rồi. Thì tưới xuống dưới này để nó tốt đấy. Là bây giờ cũng lên rồi ấy. Có mấy cây rau tốt hết rồi chị nhỉ? Đúng rồi. Nhà ông nhiều rau nhất trong đây đấy. Đúng rồi, nhà ông là có rau. Còn ngoài này là không ai có luôn. À. Thế mua đi đâu rồi? À. Tôi mua đi. Một là rau. Một lấy rau hả? Là rau băm mò, tầm giả phật to. Một là rau. Ờ. À, thế là ông bảo là mua là đi cắt cỏ rồi, còn bác ra bói thì là ở nhà. Đi ni nư pao chi pao. 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 Mo mo tụ nhà tại là pao. Thế là dạo này là nghe lời rồi ấy, là bảo bác ra bói là ở nhà để mua đi cắt cỏ. Đấy là trước lên ý là bác bị ốm là bác vẫn phải tự đi, nhưng mà bây giờ thì mua ấy là chắc là cũng nghĩ ra rồi ấy, lớn hơn rồi, thương bố rồi, biết thương bố rồi ấy. Là lên mấy bao nhiêu lần là không gặp bác ốm đau, bác cũng phải tự đi làm. Còn là bây giờ thì mua, bảo bác ở nhà để mua đi cắt cỏ. Đấy, là nếu mà biết nghĩ như thế, biết thương bố ấy, thì rất là tốt. Đấy, còn những lần trước lên là mua không nghe lời thì em Đào với em Huệ đến đây là rất là ít khi gặp. Gặp thì em Đào với em Huệ cũng có nói là bây giờ là bố ấy, là bác Giáp Phó này là cũng có tuổi rồi. Thì ở nhà giúp bố cắt cỏ thôi, không đi chơi nữa. Thì mua cũng xong rồi mua cũng nói xong rồi vẫn không làm ấy. Đấy là hôm nào cũng đi bẫy chim ở trên núi và sáng đi tối mới về. Mà bây giờ thì khác, chắc là cũng khác rồi. Và đi làm đấy.
Đấy, lúc trước là anh bé cũng có xin được cho mua để mua đi học ấy, nhưng mà mua bây giờ thì cũng nghỉ học rồi. Bây giờ là nghỉ học rồi thì ở nhà với bố thì giúp bố làm việc cũng được, nếu mà cũng nghỉ rồi ấy, nhưng mà hay đi bẫy chuột là không được. Đấy, bây giờ thì bảo đi cắt cỏ, dạo nãy là nghe lời của ông đi cắt cỏ giúp ông, thế cũng rất là tốt. Nó mỏ rồi giờ Tâm chị đến nó á. á. Ông chưa ăn sáng, bây giờ là còn rất là sớm thôi nhưng mà nắng rồi. Đấy, hai chị em từ ngoài kia vào thì cũng rất là sớm, bây giờ là có 7 rưỡi Thế đây. bác có chửi thì mua, nhưng mà mua tự nhiên lại ngoan hả chị? Ô trẻ tụi mua nhá. Hả? Ô bố trẻ nữ, nữ thêm lồng ô lú. Hả? Chạy á. Trẻ à? Đây là bác cũng chửi ấy, xong rồi bây giờ mới nghe lời. Đấy. Trước đây con bảo bác là nó không mua, không chịu làm việc ấy, thì là bác nói nó mới sợ. Đấy, xong bác bảo là bác sợ là mua đánh, bác không nói. Đấy, bây giờ bác là nói rồi ấy, là mua cũng nghe lời là đi cắt cỏ rồi. Nhưng như không mua á? Như không Mũi mua mũi sắc mũi chả vừa đi được một lúc ấy. như thế thì cũng tốt cho bác, giờ bác cũng lớn tuổi đi chị nhỉ. Đúng rồi, bây giờ là bác là lớn tuổi rồi. Thế là lúc nữa là nấu cơm đợi mua về mới ăn à? Ủa mỏ to tôi mua tôi thấy no á. Nó chặt cơ sư. Nó cho cua hả? À, Nó tạm lại rồi. ăn cơm nguội. Hầu như là em đào thấy là bà con trên này là bình thường nấu cơm ấy là nấu một bữa là ăn 2-3 bữa nhờ. Nấu một lần là nấu nhiều nhiều ấy, để là tối với lại trưa còn ăn. Sáng nấu thì ăn cả ngày ấy, cô bác ạ. Đấy, còn như mình, như em thì nấu bữa nào thì ăn bữa đấy ở nhà ấy. Thế bác để là ở đâu được con cất cho? Giờ post xuống cho chế ở tứ. Ừ. Post xuống nữa cho chế ở tứ. Ừ. 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 Em chỉ bật thêm cho chế. Đấy, bác bảo để tí bác tự cất. Bác cứ cất Để ở nêm mất đi. vào đây luôn này. Cho chế ở tứ. Không. Cho đi. Bác bảo để cho nhà, nhà tắm cơ. Cái này bác không chịu dùng. Đúng Đấy. rồi chị ạ. Cái này là cũng làm xong xuôi hết rồi nhưng mà bác ấy là không quen hay sao ấy. Giờ ô cháu lúc này ô tàu ao chỉ mú. Không đi mà nó không chẳng sao. Con đi lúc chê cho cua mà. Chỉ ua Em đào bảo là sao nhà vệ sinh nhà làm được rồi ông lại không dùng, vòi nước các kiểu cũng có hết rồi ấy. Xong ông bảo là cái này là để ông giặt quần áo thôi, cái nền rất là đẹp. hai thùng mì tôm đã chết lúc mình phát thì vẫn Giờ còn ó chín nào nó còn chị đây. Thùng này mới bỏ được một ít, còn đây còn nguyên luôn. tiết kiệm. Vâng ạ, vâng ạ. Ủa giá nào, ông nấu cùng rau xanh ở ngoài ấy. Thấy mua nghe lời các bác cắt tông nhìn trẻ ra nhỉ, Đúng rồi, nhìn trẻ trẻ hơn đấy. nhìn trẻ trung yêu đời ngay. Bác Su đi mà tụt bò Mai Liên à? Ừ. Hay sao xinh tụt bò Mai Liên ấy. Nói sao thế? Đấy, bác Từ già. giờ tụt toàn nhẹ đó. Có ba từ giờ nó. Đây là bác, là em đang bảo là đây là phần quà của chị Mai Liên. Đấy, là bác cũng bảo là gửi lời cảm ơn đến chị Mai Liên rất là nhiều. Đấy, đã giúp bác trong cái thời gian này là nhà ấy là cũng hết gạo, với lại là bây giờ là ngô ấy là cũng chưa thu hoạch được. Đấy là đã giúp bác trong cái thời gian này, bác rất là cảm ơn đến chị Mai Liên với lại tất cả các cô bác. Đấy. Nhìn bác là trẻ hơn đấy nhà Huệ Hơn gì rõ nhìn ó số lùa lùa hả? ó số ó lùa lùa ó chỉ biết hồng lùa giống ạ. Em bảo là cắt Thế lâu lâu tết chỉ son bác cắt cái đầu như này nhìn trẻ trung đẹp trai. Đấy, bác bảo là chả cắt chỉ ngắn mới son không sao nóng. mình sống tới cuối cua sao Mà nó son nhớ chỉ múa chỉ ấy rồi. Nó mẹ chỉ mộng Chị mua phút tổ nhiêu đấy phút đúng nhiều. Hôm nay là thả bác cô cô ở mình nhà mua đi cắt cỏ về thì bác đã cho bò ăn đây, có bò. hai bố con ở với nhau nương tựa vào nhau thì cũng tốt chị nhỉ. Đúng, đây là nhà bác bây giờ gọn gàng nhỉ, Vâng, nhìn rất là gọn nhà gàng. thì không mát, cho nhà bác mát mà, Mắc mùa đông này vẫn mát. thế thôi nha bác nha, bọn con về nhá. Đấy, hôm nay bác cười chứ. Hôm nay bọn con mang cái phần quà của chị Mai Liên lên trao lại cho bác. Bây giờ thì con với lại em Huệ là xin phép là đi sang nhà của hai cháu Thảo Mai.
Để lần sau bọn con lại lên thăm bác nhá. Bên một chê hả? Mua. Mua bên nâng tùa. Mua bên nâng tùa. Bác bảo là về đi 2-3 hôm lại về thăm bác tiếp này. Đây bọn con về là 2-3 hôm nữa. Bọn con lại vào thăm bác nhá. Papa là phải khó một rồi nhá. Nên bác bảo là cảm ơn hai chị em đã mang cái phần quà vào trao cho bác. Nhờ phần quà này là của chị Mai Liên thôi. Tu Mai Liên Bosu nhá. Bác lại một lần nữa là gửi lời cảm ơn đến chị Mai Liên rất là nhiều đấy. Em Đào cũng xin thay mặt gia đình bác Già Pó là gửi lời cảm ơn đến chị Mai Liên rất là nhiều. Cảm ơn chị đã gửi phần quà rất là ý nghĩa đến với lại gia đình của bác Già Pó. Đấy, thì em cũng không biết nói gì hơn. Mù chê á? Mua? Nho nhá. Đấy, bác nấu cơm, ăn cơm đi. Xong rồi đợi mua về, xong hai bố con ăn cơm đi. Để mấy hôm nữa bọn con lại lên thăm bác nhá. Ông muốn bỏ to từ mua chứ hả? Đây là bây giờ thì bác cũng nấu cơm đợi mua về. Đấy, rất là hôm nay vào đây thì rất là vui là nghe bác bảo là mua dạo này là nghe lời bác rồi. Là bảo bác ở nhà xong rồi mua đi cắt cỏ ấy. Đây là mua là lớn rồi. Đấy, là biết nghĩ cho bác Già Pó rồi ấy. Thì cũng rất là vui. Đấy, mấy lần trước vào thì nói như nào thì mua cũng không nghe. Nhưng mà bây giờ thì mua cũng tự giác đi rồi. Đấy, mấy lần trước hai chị em vào thì mua là tránh mặt đấy, không muốn gặp. Đấy, vừa thấy ở đây xong em Đào từ bên kia sang đây thì mua đã đi đâu rồi. Đấy, thì bây giờ là khác rồi. Thì lúc trước mua như thế thì cũng có rất nhiều cô bác là không thích mua. Đấy, nhưng mà bây giờ mua cũng thay đổi rồi ấy. Nhưng mà cũng không dám chắc, cái này phải một thời gian mới biết được em ạ. Đấy, tại vì một hai lần thì xong mua lại như trước ấy. Thì cũng không biết, không nói trước được. Đấy, cứ để hai chị em mình xem một thời gian xem là mua có thay đổi thật sự không. Nếu mà mua thay đổi biết nghĩ cho bố ấy, giúp bố làm việc như này thì cũng rất là tốt. Đấy. Bác nói thế mình yên lòng ấy nhỉ. Đúng rồi, là bây giờ bác cũng có tuổi rồi đấy bác này. Hai chị em ra ngoài xem hai chị em ấy. Đây còn bây giờ thì em Đào cũng xin phép dừng video hôm nay. Em Đào hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những thước phim sau ạ. Xin chào.